Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách đóng OG cho thẻ bạc, đóng bạc này, mà mình có thể đóng thẻ bài. Đây, mình sẽ thiết kế một bộ cối để đóng bạc và đóng thẻ bài không cần đục lỗ. Bộ cối mình sẽ gắn xuống dưới. Cối này mình sẽ gắn OG lên trên. Rồi, các bạn cứ vận từ từ lên trên. Ưu điểm của cái loại mà cối này là mình không phải đục lỗ nha các bạn. Mình sẽ có một cái khoen, mình sẽ nhét lên trên. Cái dạng này mình sẽ nhét lên trên. Đó, nó dính lên trên đây. Đó, dính lên trên rồi. Còn cái khoen này, một số bạn có thể dùng khoen hoặc không khoen, mình sẽ đặt xuống dưới. Nếu mà có khoen thì mình đặt xuống dưới. Đó, cứ như vậy mình sẽ không phải đục lỗ, cứ thế là mình sẽ đưa bạt vào mình đóng. Đây là cái sản phẩm mình đã đóng thử ở ngoài rồi, tiện đây mình đóng cho các bạn luôn. Đây, mình không phải đục lỗ nhá, mình cứ đưa thẳng thế này xuống, mình nhấn xuống. Đó, ok. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đó, cái này mình sẽ không phải đục lỗ, rất là nhanh, phù hợp cho các bạn đóng bạt. Cái này có rất là nhiều size, từ size nhỏ nhất cho đến 4 ni là đến 30 ni. Ngoài ra mình có thể đóng thẻ bài. Cái loại này mình cũng có thể đóng thẻ bài không cần đục lỗ, xiên qua giấy luôn. Cái này mình cũng nhét lên trên. Đó, đấy, đặc điểm nó dính lên trên. Còn cái khoen này, một số bạn có khoen á, nếu mà OG có khoen thì mình xài khoen, không có khoen á thì mình không xài khoen. Này mình cần đấy, cứ thế đưa giấy vào, mình ấn xuống. Đó, ok, xiên qua giấy nha. Đó, đó, đóng rất đẹp, xiên qua giấy luôn. Đây là cách đóng cho thẻ bài và đóng bạc. Bạn nào cần thì liên hệ. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của mình.